thư giãn mất ngủ căng thẳng không? Đấy, nhạc là nhạc trong rừng rồi nhá, chim hót rồi nhá. Bài gì cơ? Các bạn bảo bài gì cơ? Bích Tây Du Ký à? Đổi nhạc. Giấc mơ chưa à? À, bè cho Thủy Chi đúng không? Chứ mình không biết bài này luôn. Thật là dễ thương, thật đâu đâu bài đấy, bài tên là gì ra, không phải bài thật dễ thương. Yeah.
cho một phút nữa cho ngủ cho say đó, vừa chặn đi trêu người khác vậy được đấy. À, đếm bây giờ phải đếm theo nhịp xem là mấy giây một nhịp. Nay mát ở Hạ Long, hôm nay mát các bạn ạ. Anh em mình đến đây thì là trời mưa là anh em phải ở nhà không ra được, chắc là chiều nay mới ra các bạn ạ. Đây hôm nay là tâm tiếc là mấy anh em là cũng phải ở lại. Linh đang ngủ các bạn nhé. Linh thôi để cho Linh ngủ, không, mình không thích quay Linh ngủ nên là các bạn thông cảm nhé. Nhiều lúc đi các bạn ạ, mất cái hình tượng của Linh ấy, nên là mình không bao giờ mình quay những anh em ngủ, thỉnh thoảng chụp cái ảnh thôi. Đây có Tâm ở phía sau mình nhá, đang ngồi đây. Phía ngoài kia này rất đẹp, phía ngoài cửa các bạn nhìn thấy phía ngoài cửa chưa, ở bên cửa kia thì đẹp. Đi đi, lấy đi điện thoại á. Ngoài phía cửa thì anh em mình thuê cái căn này thì là mà mặt biển có bể bơi này thì, nhưng mà vẫn có thể ở trong nhà chơi cho các cháu tắm rửa bơi lội, bể bơi đẹp lắm.
Đây, bên phía trước là phòng của anh em mình, là một cái bể bơi vô cực đấy. Đấy. Bên kia là biển đấy, các bạn thấy không? Biển. Đấy, đi đi anh à. Hả? Ờ, di chuyển đi. Được đấy. Cảnh mưa di chuyển đi. Ừ. Ui.